Một mẫu xe mà có tìm cả ngày cũng không bao giờ thấy có điểm nào để chê cả. Tên nó là Túc Sơn. Đấy chính là lý do vì sao sản xuất đến đâu bán hết đến đấy, gần như không có hàng tồn kho và chưa bao giờ có khái niệm giảm giá anh em nhé. Đứng cạnh mình là chiếc Hyundai Túc Sơn phiên bản xăng đặc biệt. Đây cũng là phiên bản mà nhiều anh em săn đón nhất. Túc Sơn trên thị trường thì sẽ có 4 bản, bao gồm bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt, bản xăng 1.6 turbo và phiên bản xăng Túc Sơn máy dầu. Đấy, duy nhất trong phân khúc này thì Túc Sơn trang bị cho người dùng phiên bản Túc Sơn máy dầu. Nó sẽ rất phù hợp với những anh em nào mà cần mô men xoắn tốt, đi nhiều hay đi xa, phượt phía các thứ mà chạy Túc Sơn máy dầu thì có ok luôn. Còn nếu anh em nào chạy loanh quanh trong phố mà muốn option nó vừa, tầm tiền cũng vừa thì Hyundai Túc Sơn phiên bản đặc biệt này nó sẽ rất phù hợp với anh em nhé. Đây, chúng ta cùng ngắm qua đi. Một mẫu xe hạng C nhưng mà riêng nói về vóc dáng kích thước nhá, không thua kém bất kỳ một mẫu xe hạng D trên thị trường. Nó xấp xỉ, thậm chí nó còn nhỉnh hơn cả CR-V, nhỉnh hơn cả Outlander và thậm chí nhỉnh hơn nốt cả Nissan X-Trail anh em ạ. Nó to, nó rộng rãi mà chỉ có 5 chỗ thôi nên bên trong nó không có gì để chê luôn. Thiết kế thì đây chính là ngôn ngữ thiết kế mới nhất của nhà Hyundai. Hiệu ứng cánh chim trên toàn bộ dải đèn này. Đèn bi LED dành cho cả pha và cốt. Cảm biến trước, cảm biến góc đầy đủ hết và gầm anh em nhìn này. Nó cực kỳ thoáng. Đấy, động cơ 2.0 nhá, máy xăng. Anh em chạy thì nó sẽ rơi vào lâu lâu, mình nghĩ nó khoảng tầm 10 lít 100 cây đấy. Tí mình sẽ xem chi tiết cái tem nhá. Nhưng mà cái tem thông số thì nó cũng chỉ mang ý nghĩa tham khảo thôi. Còn chúng ta cứ đổ bao nhiêu tiền xăng, chạy xong khoảng mấy lần ấy, mình chia theo số km thực tế mình đi được thì nó là chuẩn nhất. La răng này, la răng đặc biệt nó sẽ khác so với những cái phiên bản còn lại anh chị em nhé. Bậc dẫm này là bậc dẫm được lắp thêm thôi, chứ còn nguyên bản theo xe sẽ không có. Lắp cái bậc này thì khi mình nhà có mà người già trẻ con ấy thì mình lên xe các thứ này nó rất là thuận tiện. Đấy, và cũng cực kỳ chắc chắn nhá. Ôi, tiếng cửa đóng phập phập phập, lắp ráp đây anh em ạ. Nhưng mà nói chung là lắp ráp mà theo cái tiêu chuẩn chất lượng và dây chuyền công nghệ được chuyển giao từ nước mẹ thì nó cũng hát bọt lắm. Cam lùi này, cảm biến lùi, cảm biến góc đủ hết. Cốp điện đây. Với không gian này á, thì thực tế ra chúng ta thừa sức để có thể lắp được một cái ghế ở đây để biến thành một cái khu vực 7 chỗ ngồi, đúng không ạ? Nhưng mà Túc Sơn người ta không làm thế được, bởi vì làm như thế nó sẽ bị xâm chiếm lên cái phân khúc của Santa Fe. Đấy. Nếu anh chị em nào mà buộc nhà đông người mà 7 chỗ ấy, bắt buộc mình phải mua Santa Fe. Mặc dù là giá của Santa Fe phiên bản thấp nhất nó sẽ bằng giá của Túc Sơn phiên bản cao nhất, thế nhưng nó là hai cái nhu cầu sử dụng hoàn toàn khác nhau. Còn đây, khoang không gian để cho anh em mình để đồ nhá. Rồi, xuống đi. Bây giờ mình sẽ ngó lại cái tem nhiên liệu xem nào. Ôi, dán phim lột mất rồi. Chắc khoảng chục cây, à chục lít 100 cây. Ấy, rộng quá, thoải mái. Điều hòa đa vùng độc lập, đầu sạc cho tất cả mọi vị trí, để chân, để đồ. Ui trời ơi, nói chung không có gì để chê cả. Chỉ có mỗi cái, nếu anh em nào mà thích hòa mình với thiên nhiên thì phiên bản này nó lại không có cửa sổ trời anh em nhá. Đấy, chúng ta lên trên này đi, ngó nghiêng cái khu vực quan trọng nhất. Ghế chỉnh điện nhưng mà sẽ không có nhớ vị trí. Start top khởi động thông minh. Hai màn hình to đùng. Và anh em hãy tiến lại đây tôi cho anh em xem một cái rất hay. Thấy chỗ này nó trống không? Đấy, chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái gì nó che chắn ở đây cả. Và chúng ta sẽ tương tác trực tiếp với cái màn hình luôn. Không có bất kỳ một cái điểm gì chắn nhé. Để khi mà chúng ta xi nhan này, đấy, chúng ta sẽ nhìn rõ cái K360 ở đây rõ hơn rất nhiều. Hay là sang bên này cũng thế thôi. Đấy, rồi là khi chúng ta chuyển đổi cái chế độ lái chẳng hạn thì ngay lập tức ấy, là cái màn hình này nó cũng sẽ thay đổi theo cái ý của chúng ta luôn. Đó. Hai màn hình, một màn hình phía sau vô lăng, một màn hình giải trí, tất cả đều là màn hình 12.3 inch, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Cắm điện thoại thì sẽ dùng giống như một cái màn hình thông minh thôi, nhưng mà nói chung là vẫn nên sắm một cái Android box thì nó sẽ ok hơn. Điều hòa này, yeah, đa vùng nhá. Cần số, phiên bản này thì sẽ không có cần số dạng nút bấm đâu nha anh em. Còn dưới này có một số loạt các phím chức năng, ví dụ như là phanh tay điện tử auto hold này, chế độ lái driver mode. Đấy, anh em nhìn không? Khi mà tôi đổi chế độ lái nhá thì cái giao diện màn hình phía sau vô lăng nó sẽ thay đổi như này. Đấy, còn đây chính là K360. Chào ơi, nó nét này. Kinh không? Kinh khủng. Đấy. À, có làm mát ghế này, sưởi ấm ghế này, sưởi vô lăng này. Mùa đông mùa hè chúng ta đều có thể cân đối sử dụng được hết nhé.
Đối với phiên bản này thì anh chị em mình sẽ được trang bị một cái gói Hyundai Smart Sense liên quan tính năng an toàn rất quan trọng. Có tự động giữ làn, có cảnh báo lệch làn, có phanh tự động, có thêm cả một cái chức năng rất hay đấy là nó tự động phanh khi mà có phương tiện cắt ngang phía sau luôn nhá, trong trường hợp chúng ta lùi ấy, cài số lùi này này. Đấy, cảnh báo điểm mù nó sẽ hoạt động. Trong cái chức năng cảnh báo điểm mù ấy thì nó có thêm một cái tính năng phanh tự động khi mà chúng ta phát hiện cái vật cản cắt ngang phía sau. Đấy là một trong những tính năng gần như có thể coi là độc quyền nhà Hyundai đấy. Rất an toàn luôn. Nói chung là không có gì để chê cả. Tuy nhiên với Tucson thì anh em mà chờ khuyến mại thực sự rất là khó. Mình đã thấy cách đây khoảng 1-2 tháng thì phải, Hyundai Tucson cũng có khuyến mại nhưng nhìn chung nó không đáng kể. Anh em mình dùng xe 1 tỷ và bây giờ khuyến mại 5-10 triệu thì nó cũng không có ý nghĩa gì lắm. Nên với dòng xe này thì anh chị em mình xác định luôn ấy, đấy là hãng tặng cho phụ kiện gì thì mình lấy phụ kiện đó là có vẻ tương đối hợp lý rồi. Rồi nếu anh chị em có bất kỳ yêu cầu gì, review, đánh giá hay cập nhật giá xe các dòng xe tại Việt Nam thì mình cứ comment xuống phía dưới giúp Nghĩa nhé. Nghĩa sẽ sớm trả lời bằng video sớm nhất chỉ sau 2-3 ngày thôi. Cảm ơn anh chị em rất nhiều nhé. Và tạm biệt, hẹn gặp lại.